Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin: Cường đô la âm thầm mở lại trang cá nhân, khoe ảnh kỷ niệm 8 tháng yêu Hạ Vi. Tối ngày 15 tháng 6, Cường đô la bất ngờ đăng tải một bức ảnh với nội dung ngắn gọn: Amon tạm dịch 8 tháng đầy ẩn ý. Amon tạm dịch 8 tháng đầy ẩn ý trên trang Instagram cá nhân của mình. Ngay sau khi bức ảnh trắng đen và dòng trạng thái này được đăng tải, Cường đô la đã tạo nên một làn sóng trong cộng đồng mạng. Nhiều khán giả lập tức đồn đoán rằng Cường đô la đang ngụ ý nhắc về kỷ niệm 8 tháng yêu nhau với Hạ Vi. Trước đó, tin đồn tình cảm của cặp đôi bắt đầu rộ lên vào tháng 10 năm 2015, tính đến nay là vừa tròn 8 tháng. Đặc biệt, sau tuyên bố đóng cửa trang cá nhân Facebook và Instagram để tránh sự quan tâm quá mức của dư luận, thì những ngày gần đây, Cường đô la đã hoạt động trở lại trên Instagram. Bức ảnh đầu tiên được anh đăng tải cách đây 4 ngày với hình ảnh hai cụ già khỏa thân nắm tay nhau cùng nhảy xuống hồ với dòng chú thích "This is the meaning of love", tạm dịch, đây là ý nghĩa của tình yêu. Tiếp đó, Cường đô la lại tiếp tục khoe silver màu vàng mới tậu. Hình ảnh đầu tiên được anh đăng tải sau khi quay trở lại Instagram. Ngay sau đó, anh cũng chia sẻ hình ảnh siêu xe 15 tỷ của mình. Trong thời gian đóng cửa trang cá nhân, Quốc Cường vẫn không tránh khỏi những ồn ào đời tư khi dính tin đồn rạn nứt tình cảm với bạn gái mới Hạ Vi. Tin đồn rộ lên từ khi Hạ Vi bất ngờ xóa đánh dấu tên Cường đô la trên Facebook lẫn Instagram và thường hay đăng tải những status buồn bã, trách đời. Nhưng hành động đưa đón của cặp đôi trong những sự kiện gần đây chứng tỏ Cường đô la và Hạ Vi vẫn mặn nồng. Cường đô la đón bạn gái trong sự kiện ngày 27 tháng 5. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.